bạn đến với phần 2, phần đánh giá trải nghiệm lái thử ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường đối với hai mẫu xe Honda Accent và Toyota Vios. Ở trong phần 1 thì chúng tôi cũng đã chia sẻ với các bạn về những cái quan điểm cá nhân của mình về cái trang thiết bị nội và ngoại thất của hai mẫu xe Honda Accent và Toyota Vios. Ở phần 2 thì chúng tôi sẽ gửi đến cho các bạn những cái trải nghiệm về cái khả năng vận hành của hai mẫu xe này. Và tôi cho rằng những cái mẫu xe nó đều có những cái ưu nhược điểm riêng đối với mẫu xe Honda Accent và Toyota Vios như vậy. Và việc đầu tiên thì trong cái bài trải nghiệm ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn về cái khả năng vận hành của mẫu xe Honda Accent khi nó di chuyển ở những giải vận tốc thấp, trung bình và thấp ở trong đô thị thì sao. Honda Accent với khối động cơ 1.4 lít sản sinh ra 100 mã lực và có công suất tối đa moment xoắn là 132 Nm ở những giải vòng tua khoảng tầm 4.000 vòng trên 1 phút. Nếu như so với mẫu xe Toyota Vios với cái khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra 107 mã và có cái công suất tối đa moment xoắn là khoảng tầm 140 Nm ở những giải vòng tua khoảng tầm 4.200 vòng trên 1 phút. Và nếu như các bạn cầm lái hai mẫu xe này di chuyển thật đều đặn, đều chân ga ở trong đô thị, ở trong thành phố, các bạn sẽ nhận lại được một cái khả năng trải nghiệm vận hành nó rất là mềm mại và mượt mà. Tuy nhiên, nếu như các bạn cầm lái mẫu xe Hyundai Accent và bỗng nhiên các bạn tăng tốc đột ngột, đạp sâu chân ga thì các bạn sẽ chợt nhận ra rằng là tiếng máy rồi cái độ rung lắc của động cơ nó truyền vào bên trong tầm nhìn xe một cách rất rõ rệt. Đồng hồ vòng tua thì bỗng nhiên nó nhảy lên ngưỡng khoảng tầm 5.500 đến gần 6.000 vòng trên 1 phút. Tuy nhiên thì vận tốc thì vẫn chưa thấy phản hồi lại một cách tích cực. Giữ tua để cố gắng có lực đà nhảy sang những cấp số tiếp theo, đó là những gì mà mẫu xe Honda Accent nó vận hành ở những cái cấp số đầu tiên để tránh bị hụt hơi. Và khi mà đã vượt qua được cái ngưỡng giới hạn cấp số đầu tiên 1, 2, 3 rồi thì mẫu xe này nó lại thể hiện là một trong những cái khả năng vận hành nó khá là nhanh nhẹn và mạnh bạo. Và cái khả năng vận hành như thế này thì chúng ta rất dễ bắt gặp trên những cái mẫu xe có cái cấu hình động cơ nhỏ như Honda Accent nhưng lại phải kết hợp với một cái cụm hộp số có cấp. Và chính bởi cái khả năng vận hành như vậy thì nó sẽ đem lại cho chúng ta cái trải nghiệm nó khá là lầm lì giải cấp số đầu tiên. Tuy nhiên khi mà ra đến ngoài đường trường chạy ở những giải vận tốc cao, các bạn sẽ có một cái trải nghiệm gì đó nó khá là nhanh nhẹn và thể thao so với những chiếc xe có hộp số tự động vô cấp như mẫu xe Toyota Vios. Đó, các bạn có thể nghe thấy tiếng máy kêu một cách rõ rệt. Còn nói về hệ thống treo của hai mẫu xe Toyota Vios và Honda Accent thì hai mẫu xe này đều được trang bị một cái dạng hệ thống treo MacPherson ở phần phía đằng trước, còn dạng thanh dầm xoắn ở phần phía đằng sau. Và cái kiểu dạng hệ thống treo như này thì chúng ta rất dễ bắt gặp trên những mẫu xe trong phân khúc hạng A, hạng B. Và mới đây thì một chiếc xe trong phân khúc hạng C, đó là mẫu xe Mazda 3 2019-2020 cũng được trang bị cái dạng hệ thống treo như này. Về cái ưu điểm của cái dạng hệ thống treo như thế này thì đầu tiên đó là cái chi phí sản xuất giá thành của nó thấp. Cái thứ hai đó là cái lắp đặt, cái khả năng lắp đặt và đồng thời sửa chữa bảo dưỡng sau này thì nó rất là đơn giản và khả năng chịu tải rất là tốt. Còn về nhược điểm của cái dạng hệ thống treo như thế này thì nếu như các bạn di chuyển những trạng thái không đủ tải ở trong đô thị với những giải vận tốc thấp, đi qua những cái đường xấu thì các bạn sẽ cảm nhận những cái độ cứng và độ sóc của cái hệ thống treo nó đem lại. Và ưu điểm thì nếu như mà các bạn chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường với cái dạng hệ thống treo như này thì nó sẽ đem lại cho các bạn một cái cảm giác cứng vững và kiểm soát tốt hơn. Quay sang vị trí ghế lái của mẫu xe Toyota Vios thì tôi phải khẳng định rằng là vị trí ghế lái của mẫu xe này thực sự nó rất là rộng rãi, không gian rất là rộng, nó khiến cho tôi có một cái trải nghiệm nó thực sự nó rất là thanh thang. Và đặc biệt là ngồi vị trí này thì các bạn có thể dễ dàng quan sát hai bên gương, đồng thời là vị trí kính lái thì các bạn cũng có một cái tầm nhìn nó rất là rộng. Nếu như so sánh với cả mẫu xe Honda Accent thì mẫu xe Honda Accent nó có một cái kiểu thiết kế ghế ngồi chìm xuống theo phong cách thể thao. Bởi lẽ vậy nên là chúng ta phải hy sinh đó là cái tầm nhìn ở phần phía đằng trước. Quay trở lại với khả năng vận hành của chiếc xe Toyota Vios ở những giải vận tốc trung bình và thấp ở trong đô thị với một cái khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra 107 mã và có cái công suất tối đa moment xoắn là khoảng tầm 140 Newton ở những giải vòng tua khoảng tầm 4.200 vòng trên 1 phút. Nếu như các bạn cầm lái mẫu xe Toyota Vios này di chuyển đều ga thật bình tĩnh ở trong đô thị thì các bạn sẽ nhận lại được một cái khả năng trải nghiệm vận hành nó rất là mềm mại và mượt mà. Ngay cả khi các bạn đạp
sâu chân ga để tăng tốc lên thì các bạn vẫn có một cái trải nghiệm vận hành nó rất là từ từ và thong thả, nó không bùng nổ, nó không mạnh mẽ, nó không kiểu nó không bùng nổ, nó không ồn ào quá như mẫu xe Honda Accent. Lý do là bởi vì chiếc xe Toyota Vios này nó được trang bị một cái cụm hộp số vô cấp CVT. Mà như các bạn được biết thì ưu điểm của cái cụm hộp số vô cấp thì nó luôn luôn đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm vận hành nó rất là êm ái khi chúng ta di chuyển ở những giải vận tốc thấp ở trong đô thị, hay là chúng ta tăng tốc đột ngột. Thì cái ưu điểm của cái cụm hộp số nó đem lại chúng ta những cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu hơn so với những chiếc xe sử dụng hộp số có cấp như Honda Accent. Tuy nhiên nhược điểm của hộp số vô cấp thì như các bạn cũng được biết rồi, thì cái chi phí sau này khi mà chúng ta sửa chữa bảo dưỡng nó sẽ đắt đỏ hơn so với những chiếc xe có cái cụm hộp số có cấp. Và đặc biệt là hộp số vô cấp khi mà chúng ta trải nghiệm ở những giải vận tốc cao thì chúng ta sẽ có những cái khả năng vận hành nó hơi lầm lì và nó không có cái những cái độ bứt phá mạnh mẽ như là những mẫu xe có hộp số có cấp. Còn đối với cái phần mẫu vô lăng, cảm giác lái của mẫu xe Toyota Vios thì sao? Hiện tại thì mẫu xe này nó đang đem lại cho tôi một cái trải nghiệm vô lăng nó khá là nặng so với chiếc xe Honda Accent khá nhiều. Và cái độ tương phản, cái độ của tương tác với mặt đường thì thực sự nó không hề rõ nét. Nó không thực sự, nó chân thật với mẫu xe Honda Accent. Và như các bạn được biết thì cái độ dơ của mẫu xe này như tôi đang cầm lái thì nó khá là lớn. Các bạn có thể thấy là tôi đánh lái như thế này nhưng mà cái hướng xe của tôi mong muốn thì nó cũng vẫn chưa di chuyển theo cái hướng của mình. Nhưng đối với so sánh với chiếc xe Honda Accent thì đối với chiếc xe Toyota Vios này thì nó có một cái phần vô lăng tôi cho rằng nó chưa thực sự là đem lại những cái trải nghiệm thú vị như mẫu xe đến từ Hàn Quốc. Để nói một cách tích cực thì những cái mẫu xe Toyota Vios ở thế hệ mới, đặc biệt là 2019-2020 thì Toyota họ đã cải thiện cái trải nghiệm cảm giác lái, nó đã khác biệt so với những cái thế hệ trước rất nhiều. Và tôi vẫn còn nhớ rằng là trước đây thì tôi cũng có cầm lái những cái mẫu vô lăng ở thế hệ 2015-2016. Thì những cái thế hệ như vậy thì những chiếc xe, đặc biệt là Toyota Vios của Toyota, nó đem lại một cái trải nghiệm lái nó khá là vô hồn. Khi mà chúng ta di chuyển những giải vận tốc cao hay những giải vận tốc thấp thì những cái mẫu vô lăng ở thời điểm đó nó đều đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm vô lăng nó rất là nhẹ, nó không đem lại những cái cảm xúc nó thú vị như thời điểm bây giờ. Ra đến ngoài đường trường với mẫu xe Honda Accent với cái khối động cơ 1.4 lít sản sinh ra 100 mã lực và có cái công suất tối đa moment xoắn là khoảng tầm 132 Nm ở những giải vòng tua khoảng tầm 4.000 vòng trên 1 phút. Nếu như các bạn chạy ở những giải vận tốc khoảng tầm 60 km/h, đạp sâu chân ga để tăng tốc lên những cái giải vận tốc cao hơn khoảng tầm từ 90 lên 100 km/h, các bạn sẽ thấy là mẫu xe này nó ở những cái cấp số D5 và D6. Ở những giải cấp số này thì các bạn sẽ nhận ra là mẫu xe này nó có một cái khả năng sang số, nhảy số rất nhanh nhẹn và linh hoạt, và cái khả năng tăng tốc cũng rất là ấn tượng nữa. Và nếu như các bạn chạy ở những giải vận tốc khoảng tầm 90-100 km/h và muốn tăng tốc thêm để vượt những chiếc xe ở phần phía đằng trước thì các bạn sẽ cũng vẫn nhận ra được cái trạng thái vận hành của mẫu xe này. Nó đem lại cho các bạn một cái khả năng vận hành nó rất là nhanh nhẹn và cái trạng thái tăng tốc rất dứt khoát. Tuy nhiên thì mỗi khi các bạn tăng tốc thì các bạn sẽ chợt nhận ra rằng là mẫu động cơ của Honda Accent nó luôn luôn có một cái độ ồn và độ rung lắc rất lớn. Nó dội vào bên trong hoặc cái pin xe khiến cho các bạn sẽ có cái cảm giác rất khó chịu. Còn đối với cái phần vô lăng lái của mẫu xe Honda Accent khi chúng ta chạy ở những giải vận tốc cao thì sao? Đối với mẫu xe này thì với chiếc xe Honda Accent, các bạn chạy ở những giải vận tốc trung bình và thấp, như tôi đã chia sẻ với các bạn là các bạn có một cái phần vô lăng nó rất là nhẹ, linh hoạt và cái độ phản hồi với mặt đường nó khá là tích cực. Tuy nhiên khi các bạn chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường thì đầu tiên tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng là cái phần vô lăng này nó vẫn có cái độ dơ nhất định. Khi các bạn chạy ở những giải vận tốc cao ngoài đường trường thì cái phần vô lăng của mẫu xe Hyundai này bắt đầu nó có cái độ vững chắc, có cái độ lì, độ siết, có độ nặng và cái độ tương phản với mặt đường là khá là rõ nét so với mẫu xe Toyota Vios. Và nếu như các bạn chạy ở những giải vận tốc cao, kiểm soát được một mẫu xe với khả năng vận hành thể thao như này thì các bạn sẽ có một cái trải nghiệm nó rất là thích thú.
Còn về khả năng cách âm chống ồn của hai mẫu xe Toyota Vios và Hyundai Accent thì chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn ở những giải vận tốc 60 và 100 km/h bằng những hình ảnh, bằng những công cụ chúng tôi đo được ở những giải vận tốc khác nhau. Quay sang bên này với chiếc xe Toyota Vios với một cái khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra 107 mã và có cái công suất tối đa moment xoắn là 140 Newton. Thì nếu như các bạn chạy với những giải vận tốc khoảng tầm từ 60, tăng tốc đột ngột, đạp sâu chân ga để lên tới những cái giải vận tốc cao hơn khoảng tầm là 90-100 km/h, các bạn sẽ nhận ra rằng là mẫu xe này nó đều mang trên mình cái trạng thái vận hành tăng tốc nó khá là từ từ và thong thả. Tuy nhiên thì nếu như các bạn chạy ở những giải vận tốc khoảng tầm 90-100, muốn đạp tốc ga, tăng tốc đột ngột để vượt chiếc xe phía đằng trước như cái trạng thái của mẫu xe Hyundai Accent ban nãy, thì các bạn sẽ chợt nhận ra rằng là nó vẫn có một cái khả năng tăng tốc rất từ từ và thong thả, phải nói là lầm lì thì đúng hơn. Và tôi khuyên rằng nếu như các bạn cầm lái mẫu xe Toyota Vios ở những giải vận tốc cao, các bạn muốn vượt chiếc xe ở phần phía đằng trước thì hãy tính toán một cái quãng thời gian nhất định để tránh bị rơi vào cái tình trạng đó là đắn đo vượt hay là không vượt. Bởi vì ở những cái trạng thái như vậy nó sẽ gây ra những cái sự rất là nguy hiểm nếu như ở bên cạnh chúng ta là những chiếc xe đầu kéo, những chiếc xe tải có cái trọng lượng lớn và dài. Lý do là bởi vì mẫu xe này nó được trang bị một cái cụm hộp số vô cấp CVT. Bởi lẽ vậy nên các bạn có chạy với những giải vận tốc cao, các bạn muốn tăng tốc đột ngột thì nó cũng không có thể nào có một cái phong cách chạy bùng nổ, chạy mạnh mẽ và thể thao như mẫu xe Hyundai Accent. Và nó sẽ không thể nào có những cái cú vượt xe nó dứt khoát và mạnh mẽ như cái chiếc xe có hộp số cao cấp như Hyundai Accent được. Tuy nhiên thì tôi phải đánh giá cao rằng là nếu như các bạn tăng tốc đột ngột hay là các bạn vận hành những giải vận tốc thấp, chạy đều ga thì các bạn vẫn có một cái trải nghiệm nó khá là mềm mại. Những cái tiếng ồn của động cơ, độ rung lắc của động cơ của chiếc xe Toyota Vios này nó truyền vào bên trong cabin xe nó cũng thấp hơn so với mẫu xe Hyundai Accent rất nhiều. Còn đối với cái phần vô lăng lái của chiếc xe Toyota Vios thì sao? Nếu như chạy ở những giải vận tốc cao thì các bạn sẽ nhận được là một cái trải nghiệm lái nó khá là nặng tay so với khi các bạn chạy ở những giải vận tốc thấp. Tuy nhiên thì cái độ phản hồi, cái độ tương tác với mặt đường nó thực sự là cũng không hề rõ rệt như mẫu xe Hyundai Accent. Và nếu chạy ở những giải vận tốc cao thì các bạn mới cảm nhận những cái độ dơ rõ rệt của mẫu xe này, cái phần cảm giác lái này. Tuy nhiên thì tôi cũng khen cái mẫu xe Toyota Vios ở những phiên bản mới, thực sự Toyota họ đã cải thiện một cái trải nghiệm lái, một cái phần vô lăng nó đã rõ rệt hơn so với những phiên bản trước rất nhiều mà tôi đã chia sẻ với các bạn, đó là khi di chuyển ở trong đô thị. Và đây cũng là một trong những cái sự cố gắng đối với những mẫu xe của Nhật Bản, và đặc biệt là Toyota Vios còn gà đầy trứng vàng Toyota. Còn nói về hệ thống treo thì như tôi đã chia sẻ với các bạn rằng là hệ thống treo của hai mẫu xe Toyota Vios và Hyundai Accent nó đều chung một cái dạng hệ thống treo mắc phân xương ở phần phía đằng trước và dạng thanh dập xoắn ở phần phía đằng sau. Bởi lẽ vậy nên các bạn di chuyển với giải vận tốc cao ngoài đường trường thì các bạn sẽ có được cái sự đầm chắc và cái sự kiểm soát tốt. Tuy nhiên đó là ở những giải vận tốc dưới 100 km/h. Còn nếu như các bạn chạy ở những giải vận tốc trên 100 km/h ở trạng thái là không đủ tải hay đủ tải thì các bạn vẫn có một cái cảm giác nó khá là bồng bềnh và chao đảo khi các bạn chạy ở những giải vận tốc như vậy. Và các bạn minh chứng là nếu như mà đi qua những cái phần gờ giảm tốc vừa rồi thì các bạn có thể cảm thấy những cái cú sốc hay là cảm thấy cái độ cứng của hệ thống treo, đồng thời là cái cảm giác nó khá là sốc khi mà đi qua những cái phần trường phần như vậy. Và chúng ta cũng nên hiểu rằng là với khoảng tầm 540 triệu hoặc 570 triệu để sở hữu hai mẫu xe này thì có lẽ là chúng ta cũng nên đòi hỏi nó làm quá nhiều. Bởi vì nếu như mà nó hoàn hảo tất cả mọi thứ về vận hành, về trải nghiệm, về cảm giác đem lại sự êm ái thì có lẽ nó không phù hợp với những mẫu xe trong phân khúc A hoặc B. Mẫu xe Hyundai Accent và Toyota Vios về các trải nghiệm vận hành ở trong đô thị cũng như là ngoài đường trường.
Cảm ơn các bạn đã tham gia theo dõi video đánh giá này của chúng tôi. Và nếu như các bạn có những cái trải nghiệm đối với hai mẫu xe này thì các bạn hãy comment ở ngay phần phía bên dưới màn hình. Và nếu như các bạn cảm thấy video clip của chúng tôi hay, ý nghĩa và nó có đủ tất cả những thông tin mà các bạn mong muốn thì các bạn đừng tiếc gì một like một share để cho video clip này. Và nếu như chưa đăng ký theo dõi thì hãy nhớ đăng ký theo dõi bằng cách rung chuông góc phải màn hình để nhận được những video clip mới nhất được trang chính thức đánh giá xe cũ xe mới của Auto Việt Nam. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.